Mấy em là đi có 4 tuần hả? Dạ bây giờ tụi em Đi có rút ngắn 4 xuống tuần còn là 4 hết tuần rồi. tháng hết à, 4 tuần mà hết tháng giữa tháng 8 là xong xong cái chương trình Nhi đúng không? Dạ thầy. Đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi lịch thi lý thuyết có chưa, rồi có thi chưa? Dạ tụi em chưa thi được ạ. Dịch đấy hả? Dạ. Có nghĩa là chưa sắp xếp được thi gì? Dạ vâng Được. ạ. Dạ. Tình hình này giữa tháng 8 chưa ăn thua gì mà. Sao hôm qua nghe nói y2 thi y online rồi mà. Dạ có thi online nhưng mà hơi fail ạ. Trục trặc gì? Dạ bị lỗi mà không nhận được bài rồi không hiện được đề thi luôn thầy. Rồi cũng như không, lậu đề rồi. Đi về bỏ hả? Dạ em thấy là bài hôm qua thì không được tính điểm đó ạ. Coi như thi lại. Dạ, trường có hẹn thi lại vào bữa khác ạ. Bây giờ tất cả các hệ thống đều xài bằng cái này hết cho nên nó nghẽn mạch là bình thường rồi. Em chỉnh người chưa? Dạ, tụi em có chích mũi rồi hả thầy? Mà chưa biết chừng nào chích mũi 2 đúng không? Dạ, tụi em chưa có lịch chích mũi 2 ạ. Vậy bữa chích, nó chích Sinovac cho rồi xong nó tiếng Trung Quốc luôn. Ở nhà là nói tiếng Trung tiếng Tàu, ba mẹ nhận ra luôn. Thế là mình có hai thứ tiếng luôn thầy. Ngoại ngữ. Có thêm có song ngữ luôn. Thuốc gì có cái thuốc đó ăn chích vô cái nói luôn khỏi mất công học mệt quá. Vậy thì có thuốc chích là học không cần học nhi không thầy? Chích xong Không, là hiểu hết ngoại bài ngữ luôn. À, ngoại ngữ ngữ thôi, thôi đúng không ạ? Dạ. ngoại ngữ thôi, nó ăn như não mà ngôn ngữ mà. Cái khoa nhiễm bệnh viện nhi hai bữa nay thành pha Covid luôn rồi. Dạ, vậy là điều trị cho những bệnh như COVID ạ? Người sao ta gọi sao ta à, full phòng, mở ra là có full phòng liền, đặt không kịp vé luôn, trả tiền mặt không kịp luôn, 60 giường, 60 giường xong rồi cái lên 80, 80 xong rồi lên 100. Ngày hôm qua sở y tế ra quyết định là nhận 200, bây giờ biến chuyên khoa từ khoa thường giờ thành khoa Covid, bắt đầu hôm nay nhận 200 bệnh nè. Mấy bệnh nặng viêm màng não, viêm não rồi kia chuyển qua khác hết. À, bệnh viện giờ trống nhiều lắm, có bệnh nhân đâu. Đúng bơ đúng bác à, dịch vụ khoa dịch vụ ba khoa dịch vụ đóng cửa rồi. Phòng đen lên phòng chích ngừa rồi phòng dịch vụ cao dẹp luôn. Bác sĩ trưởng khoa mấy khoa kia xuống là bác sĩ thường, tự vì có bệnh nhân đâu mà làm trưởng khoa. Bây giờ đi lang thang các khoa khác, đi lọc bệnh đó, tình hình vậy đó, cho nên không biết mấy đứa đi sáng năm nay ra trường về đâu, đi về đâu nữa, tại vì bệnh viện bây giờ nó tình hình gì mà nó nhận gì đó là chưa nói là ra tự nhiên biến thành bác sĩ Covid hết, đang thiếu người quá trời mà tình hình có vẻ không không ổn lắm, mà cũng may là mấy em Y4 thôi chứ Y6 năm nay chù lè. Dạ thầy. À, xong chưa? Dạ tụi em cũng gần đủ rồi, còn ba bạn nữa. Thôi cứ định đi, chừng nào nó vô được vô nha, chứ giờ Dạ chờ hoài. thầy. Dạ. Rồi.
Tôi có thông báo là vô bằng cái đường link này từ hồi buổi trước lâu rồi mà ta. Dạ vâng, tụi em có biết ạ. Tôi thấy cái đường link này nó dễ xài, với lại này kia đơn giản quá là tôi mới nói hiền mai giao lại cho anh gì đó là thông báo đường link này vô, thì chứ mấy em ẹt vô là vô thôi, gì đâu có gì đâu khó khăn đúng Dạ. không, mà sao sáng nay vô không được. Đã không, tụi em vô được rồi thầy. Rồi trình đi. Các bạn nhóm trình Dạ. trình đi nào. Dạ thưa thầy, em thuộc nhóm trình này. Hôm nay em xin được phép trình bày về bệnh án sốt xuất huyết của tổ em. Dạ. Phần hành chính, họ và tên Huỳnh Gia Hát. Giới nam, ngày sinh 3 tháng 10 2012, tuổi 8, dân tộc Kinh, địa chỉ Mỹ Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Họ tên cha mẹ Nguyễn Thị Tê, nghề nghiệp nhân viên văn phòng, ngày nhập viện 7 giờ 31, ngày 22 tháng 5 2021, ngày làm bệnh án 8 giờ ngày 24 tháng 5 2021. Lý do nhập viện là sốt ngày 5. Bệnh sử của mẹ bé Khai, mẹ là người trực tiếp chăm sóc bé. Ngày 1, lúc 1 sáng bé bắt đầu sốt cao liên tục, nhiệt độ đo được là 38,5 độ C, đo bằng kế ở nách. Bé khám tại bệnh viện đa khoa khu vực, chẩn đoán theo dõi sốt siêu vi, được cho thuốc hạ sốt về nhà và hẹn tái khám. Ngày 2, bé hết sốt, ăn uống được, tiêu tiểu bình thường, không đau bụng, không nôn ói. Ngày 3, bé sốt lại, nhiệt độ 38,5 độ C, kém đáp ứng với thuốc hạ sốt. Bé tái khám và được cho uống thuốc hạ sốt, theo dõi tại nhà. Tới ngày 4, bé vẫn còn sốt, kèm mệt mỏi, đau nhức mình, buồn nôn và nôn 2 lần, nôn ra tất cả ăn sau ăn, không lẫn đạm máu. Sáng ngày 5, bé vẫn sốt cao liên tục, kiểm tra thuốc hạ sốt, kiểm tra khám. Trong quá trình bệnh lý, bé không nhức đầu, không chảy máu chân răng, không đau bụng, thiếu được, tiểu, phân vàng khuôn, không nhè máu. Tình trạng lúc nhập viện, sinh hiệu mạch 100 lần trên phút, nhiệt độ 38,5 độ C, huyết áp 170, cân nặng 41 kg, nhịp thở 24 lần trên phút, chiều cao 140 cm, bé tỉnh, tiếp xúc tốt, viêm hồng, mạch quay rõ, chi ấm, CRT bé hơn 2 giây, PTG âm tính, tim đều rõ, thở đều, phổi trong, bụng mềm, đau vùng gan. Diễn tiến từ lúc nhập viện đến lúc khám, ngày 22 tháng 5, diễn tiến là hết sốt vào buổi tối. Ngày 23 tháng 5, ói, diễn tiến là ói 2 lần ra thức ăn, không lẫn nhầy máu, đau bụng quanh rốn, bụng mềm, gan, ấn, gan 1 đến 2 cm, hạ sườn phải, PTG dương tính, tiền căn bản thân, sản khoa, con 1 trên 1, ba ra mẹ 1001, sanh thường đủ tháng, cân nặng lúc sanh là 2.900 gram, mẹ khám thai đầy đủ trong quá trình mang thai, không ghi nhận bất thường tiền sản, hậu sản, mẹ và bé ổn, phát triển tâm thần vận động, hiện học hấp lớp 3, dinh dưỡng, bé bú sữa mẹ hoàn toàn, ăn dặm bột đặc từ 6 tháng tuổi, chủng ngừa, tiêm chủng theo lịch tiêm chủng mở rộng, dị ứng, không ghi nhận tiền căn dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, dị ứng với dị nguyên khác, bệnh lý, sốt co giật lúc 2 tuổi, chưa từng bị sốt xuất huyết đen trước đây, dịch tễ, bé trong vùng dịch tễ sốt xuất huyết, bé và gia đình không đi du lịch trong thời gian gần, không tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID, không ngủ mồm, ngủ phòng kín. Tiền căn gia đình chưa ghi nhận tiền căn dị ứng gia đình không có người mắc bệnh truyền nhiễm sốt 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 rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, HPV, HCV, HIV. Lượt qua các cơ quan, thứ nhất đầu mặt cổ, tai không chảy dịch, hô hấp, bé không ho, không chảy nước mũi, không thở mệt, tim mạch, bé không thở mệt khi vận động, khi ngủ, tiêu hóa, bé tiêu phân vàng, đóng khuôn, ăn uống được, không nôn ói, thận tiết niệu, bé tiểu được, nước tiểu vàng trong, lượng 2 lít, da cơ xương khớp, không lở loét da, thần kinh, không yếu liệt chi, không co giật. Khám vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 5 2021, ngày thứ 7 của bệnh. Tổng trạng, bé tỉnh, tiếp xúc tốt,
A trên AVBU, da niêm hồng, chi ấm, CRT bé hơn 2 giây, môi hồng. Khi thở khí trời, hạch ngoại vi không sờ chạm, không phù, không giống mắt nước, PDG âm tính, sinh hiệu, mạch 84 lần trên phút, huyết áp 100/70 mm thủy ngân, nhịp thở 26 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, chỉ số nhân trắc chiều cao 1,4 m, cân nặng 41 kg, tính ra được là BMI là 20,9 kg trên mét vuông. Đánh giá dinh dưỡng thì BMI theo tuổi là từ 2 SD đến 3 SD thì có thể kết luận em là béo phì. Khám đầu mặt cổ, mắt không trũng, niêm mạc mắt không đỏ, hồng sạch, niêm mạc miệng không lở lét, không xuất huyết, không ghi nhận chảy máu chân răng, tuyến giáp không to. Khám ngực, lồng ngực cân đối, không sẹo mổ cũ, di động đều theo nhịp thở, tim mạch, nhịp tim đều, mõm tim ở liên sườn 5 bờ trái xương ức, T1, T2 đều rõ, không ghi nhận âm thổi bất thường, không mõm đập bất thường, phổi, bé thở đều êm, nhịp thở 26 lần trên phút, phế âm đều hai bên không ran. Khám bụng, bụng mềm không chướng, di động theo nhịp thở, ấn bụng ghi nhận đau hạ sườn phải, phản ứng thành bụng âm tính, gan lách không sờ chạm, dấu véo da vùng mất nhanh, thận tiết niệu, biểu không sưng, dương vật không dị dạng, đủ hai tinh hoàn, cơ xương khớp, dương lực cơ bình thường không biến dạng chi, không ghi nhận giới hạn vận động chi, thần kinh không ghi nhận dấu thần kinh định vị. Tóm tắt bệnh án: bé trai 8 tuổi, bệnh ngày 5, nhập viện vì sốt ngày 5, triệu chứng cơ năng, sốt cấp tính, kèm đau nhức cơ, kiểu sốt hai giai đoạn, buồn nôn, nôn, đau bụng quanh rốn, không chảy máu răng, mũi, triệu chứng thực thể, gan to 1-2 cm dưới bờ sườn phải, ấn đau hạ sườn phải, mạch, huyết áp trong giới hạn bình thường, thì căn dịch tễ ở vùng lưu hành bệnh sốt xuất huyết. Chẩn đoán sơ bộ, sốt xuất huyết đen ngày 5 có dấu hiệu cảnh báo. Chẩn đoán phân biệt là sốt do nhiễm siêu vi khác. Biện luận chẩn đoán, bé trai 8 tuổi, bệnh ngày 5, nhập viện vì sốt ngày 5, nguyên nhân gây sốt gồm nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Nguyên nhân nhiễm trùng, bệnh nhân không lui tới vùng dịch tễ sốt rét và không ở vùng dịch tễ sốt rét, có thể loại trừ sốt rét. Bệnh nhân không có các dấu hiệu gợi ý ổ nhiễm trùng trên lâm sàng, hô hấp, không ho, hò khè, khó thở, phổi không ranh, hệ thần kinh trung ương, không nhức đầu co giật, không dấu màng não, hệ niệu, không tiểu khó, tiểu máu, hệ tiêu hóa, không tiêu chảy, tay mũi họng, tay không đau, không rỉ dịch, không chảy nước mũi họng, không sưng đỏ, da không ghi nhận sưng nóng đỏ đau ở bất kỳ vùng da nào, cho nên ít nghĩ đến nhiễm vi khuẩn. Nguyên nhân nhiễm dục, nguyên nhân nhiễm trùng, bệnh nhân có hội chứng nhiễm siêu vi, nghĩ đến các nguyên nhân siêu vi, bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ sốt xuất huyết đen, sốt bé hơn 7 ngày và có kèm buồn nôn và nôn chán ăn, đau người, gan to nên nghĩ nhiều sốt xuất huyết đen. Phân độ sốt xuất huyết đen, bệnh nhân nhập viện vào ngày thứ 5 của bệnh, có tăng cảm giác đau vùng hạ sườn phải, ấn đau vùng hạ sườn phải nên phân độ sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo. Bệnh nhân không có dấu hiệu của sốt xuất huyết đen nặng như mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp hay xuất huyết nặng, nhưng cần làm thêm cận lâm sàng để phân độ chính xác. Ngoài ra có thể sốt do các nhiễm siêu vi khác, vì bệnh nhân có hội chứng nhiễm siêu vi chung, chán ăn mệt mỏi nên chưa thể loại trừ. Nguyên nhân không nhiễm trùng, bệnh nhân không có dấu hiệu tiền thân của bệnh thủ miễn, chưa ghi nhận có bệnh lý ác tính hay suy giảm miễn dịch, không chủng ngừa hay uống thuốc gì gần đây, loại trừ nguyên nhân không nhiễm trùng. Đề nghị cận lâm sàng, tổng phân tích tế bào máu, NS1, sinh hóa máu, AST/ALT, CRB, siêu âm bụng. Kết quả cận lâm sàng là vào ngày 20 tháng 5 là tụi em thấy là HCT là 33.9, vào ngày 22 tháng 5 là tụi em thấy HCT là 36.4 và tiểu cầu. Dạ, tiểu cầu là tụi em thấy là 94.000 ạ. Vào ngày 22 tháng 5, vào ngày 20 tháng 5 là 224.000, còn vào ngày 20 tháng 5 là 224.000, còn vào ngày 22 tháng 5 là còn 94.000 ạ. Biện luận cận lâm sàng thì công thức máu ngày 5 của bệnh, tiểu cầu giảm từ 224.000 còn 94.000, HCT nền là 33.9% so với HCT 6 giờ của bệnh nhân trong ngày 5 là 39%, có dấu hiệu tăng 15%, ủng hộ chẩn đoán sốt xuất huyết đen. Các cận lâm sàng khác thì chưa thực hiện.
chẩn đoán xác định là sốt xuất huyết đen ngày 5 có dấu hiệu cảnh báo. Hướng điều trị paracetamol 15mg trên ký, theo dõi 4 đến 6 tiếng, bù nước bằng oresol, bù theo nhu cầu của đứa bé, chế độ ăn lỏng nhẹ, hạn chế đồ ăn màu nâu đỏ, khuyến khích bé uống nước nhiều, theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, HCT trong 6 giờ, xuất huyết 24 giờ. Dạ, phần trình bày của em xin hết rồi thầy. Dạ thầy ơi, phần trình bày của bạn đã xong rồi ạ. À, chờ xíu. À, cái nhóm này là mấy em đi nhiễm rồi phải không? Dạ vâng ạ. Dạ tụi em đi nhiễm rồi ạ. À, đi qua bệnh viện nhiễm rồi phải không? Rồi. Dạ. Là cũng bên đó cũng đã trình bệnh xuất huyết rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi đâu rồi, mấy bạn có ý kiến ra cái bệnh án này coi. Dạ thưa thầy, em có ý kiến rồi. Rồi, để ý kiến đi. Dạ, trong phần đề nghị cận lâm sàng của bạn thì em thấy bạn có đề nghị làm NS1 nhưng mà bé này là đã sốt vào ngày thứ 7 rồi. Rồi. NS1 này có cần thiết không? Đâu, bạn nào về bạn trình bệnh giải thích cho bạn coi. Thưa thầy, là cái phần biện luận này là em làm của cái ngày thứ năm, tại còn nếu mà để đến ngày thứ bảy thì sốt xuất huyết cũng không có cái gì để biện luận nữa, nên em chọn mất thời gian biện luận là ngày thứ năm, nên thời gian điểm này vẫn xài NS1 được. Ừ. Bạn kia có thỏa mãn không? Bạn gì đó có thỏa mãn không? Dạ, theo em nhớ thì NS1 thì nó cũng chỉ đó là cái kết quả NS1 dương tính, nó chỉ đúng khi là vào những ngày đầu tiên, là trong 3 ngày đầu tiên hay 4 ngày đầu tiên thôi, chứ qua ngày thứ 5 thì nó cũng nó sẽ cái dấu hiệu âm tính của nó sẽ không có loại trừ được. Rồi. Rồi vậy đó, rồi lát tôi sẽ nói lại. Bạn nào thắc mắc nữa không? Thắc mắc cái là bệnh án biện luận của bạn như thế nào, có bạn nào thắc mắc không? Đi bên xuất huyết rồi, và tôi nghĩ mấy em cũng trình bệnh này rồi, cách cách làm bệnh án rồi cách biện luận vậy theo mấy bạn có hợp lý chưa? Hợp lý không? À, cho tôi hỏi các bạn, mấy bạn coi là mà mình học hô hấp hay là mình học tiêu hóa gì á thì mình cũng trình bệnh án cũ đúng không? Dạ vâng ạ. À, lấy bệnh án cũ để mình trình hả, đúng không? Dạ. À, thì thường là học một buổi đâu, 2 tiếng không? À, dạ cũng tùy thầy cô á thầy. Mới trình bệnh đó thầy ơi. Hả? Tụi em mới học lý thuyết lâm sàng chứ mấy tuần sau tụi em mới trình bệnh đó thầy. Ủa chứ tuần này chưa trình bệnh nào à? Dạ tuần này thì mới có hôm nay trình bệnh đầu tiên với thầy á thầy. Chứ mấy bệnh kia, mấy khoa kia chưa trình bệnh luôn hả? Dạ mấy khoa kia thì tụi em mới học lý thuyết lâm sàng á thầy. Lý thuyết lâm sàng là học cái gì em? Dạ học cách làm bệnh án, rồi cách khám bệnh, cách nói chung là cách làm bệnh án với lại là một số cái kỹ năng khám bệnh đó thầy. Ừ. Rồi, vậy là bữa nay là làm bệnh đầu tiên, là bệnh án đầu tiên hả? Trình bệnh án đầu tiên hả? Dạ. À, chứ bữa buổi chiều thứ hai hô hấp bác sĩ Thảo không trình bệnh án à? Dạ chiều thứ hai tụi em học chuyên đề X quang thầy. À rồi. À, bạn gì rồi đó trình cái bệnh án này thì mấy em thấy sao? Tụi mấy em cũng học rồi rồi mà. Đây là cái bệnh án là thầy, em nghĩ là bệnh án hợp lý. Thấy các bạn trình bày như vậy với lại biện luận như vậy thì hợp lý.
tiếp đi, cứ thắc mắc tiếp đi. Dạ, em không biết là ở cái bệnh nhi nhân nhi á, thì cái quýt sofa nó còn có còn sử dụng được không thầy? Tại vì nếu mà theo quýt sofa thì này cũng hai điểm, thì mình có thể nghi ngờ nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết hả? Dạ, nhưng mà em không biết là cái, tại vì cái sofa em học bên nhiễm là nó áp dụng cho bệnh nhân lớn, còn bệnh nhi thì mấy cái tiêu chuẩn về huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở em cũng không biết là có còn áp dụng được không. Cái sofa bây giờ đứa bé này nó nhập viện ngày thứ mấy? Chúng ta y bốn có một cái bệnh rất nặng, đó là chúng ta giống như thầy bói mò dôi vậy đó, nghĩa là ta cầm cái đu dôi lên, chúng ta nói là này phải con dôi không, móc cái một cái triệu chứng gì đó ra nó, nhưng mà không nhìn cái diễn tiến bệnh hả? Ta ngày bữa nhập viện ngày thứ năm rồi mà nhiễm trùng huyết cái gì? Nhiễm trùng huyết mà ngày thứ năm mà nó không điều trị gì nó sống nổi không? Bệnh trùng huyết, nhiễm trùng huyết là bệnh cấp tính hay sao? Em đầu tiên em đọc cái bài nhiễm trùng huyết em phải hỏi, em phải biết em đọc. Em chắc là em chắc không có đọc rồi. Em coi lướt lướt sơ sơ thôi chứ bây giờ mình nhập viện tới ngày thứ năm của bệnh rồi. Mà lúc vô là lúc tình trạng lúc nhập viện vô cũng không có dấu hiệu gì nặng hết. Thì nhiễm trùng huyết là lấy đâu ra? Giống như một số bạn tôi nói là khi mà sốt ngày thứ tư siêu âm ra cái dày hình túi mật là 1000% là sốt xuất huyết. Thì có một số bạn thắc mắc là sao thầy không nghĩ là viêm túi mật, nhưng mà mấy em đi lâm sàng rồi mấy em thấy viêm túi mật có đứa nào sống sau 2 ngày không, mà nếu không dùng hết. Viêm túi mật là một cái bị nhiễm trùng cấp tính, tối cấp tính luôn. Nó nhiễm trùng luôn cả đường huyết, nhiễm trùng mật mà rất là nặng. Mà tới mình siêu âm ngày thứ tư mà ra về thành túi mật, mà nó sốt nó vẫn vô, mà nó nói chuyện được bình thường thì sao là viêm túi mật được, nhiễm trùng được mật được. Chỉ có sốt huyết là không ai quy nhận được rồi đó. Giống như trong trường hợp này nè, ta vô ngày thứ năm rồi mà mình dùng áp sử dụng cái gì đó, nhiễm trùng huyết gì nữa. Nó diễn tiến nó nặng lên, diễn tiến nó xấu đi từ từ thì mới có thể nghĩ, còn rõ ràng những tiếng nó tốt lên mà đâu mà lấy cái móc nó ra cái mình nói là những đường huyết nghe không. Như trình nhóm trước cũng có một bạn cũng rất là gọi là gì đó, là hơi bảo thủ, cứ nói tới nó lùi về những đường huyết không biết đi làm gì. Nhưng thực sự đứa bé này không có nằm trong những đường huyết nha, nó không có liên quan những đường huyết luôn á. Nhìn vô bé người ta nhìn ta biết liền chứ, không phải hải cái đè thấy sốt cao là những đường huyết. Nói vậy thì một ngày ở bệnh viện Nhi Đồng một, nếu mà theo tiêu chuẩn của mấy em suy luận thì chắc cả 100-200 đứa nhiễm trùng huyết quá, sốt da đùng đùng lên, mặt tăng xíu rồi ói này kia được, cái nhiễm trùng huyết hết á. Bởi vậy mới cho mình đi học để lọc bệnh đó. Mặc dù một cái cũng một cái bệnh nhân đó trên mạng người ta nói là sốt ói thế là vô trễ thì chẩn đoán là viêm màng não. Thế hôm sau bệnh nhân chạy tới phòng khám, chạy vô bệnh viện Hồng Học vô, nói bác sĩ ơi con tôi bị viêm màng não rồi. Sao vậy? Nói con tôi bị sốt ói y chang cái trường hợp trên mạng, trên báo chí nó hôm qua luôn à. Nhưng mà đứa bé này thì nó là nhiễm trùng đường tiêu hóa chứ không phải là nhiễm viêm màng não ha. Nó cũng sốt á, nó cũng ói đó, nhưng mà người ta khám người ta bằng cái kiến thức tích lũy được, bằng cái kinh nghiệm người ta nhìn nhận ra đứa bé này không phải viêm màng não mà đó là nhiễm trùng đường tiêu hóa. Còn đứa kia cũng sốt ói, nhưng mà bác sĩ ta nhìn ta biết cái mặt của nó là nó có khả năng viêm màng não, chứ không phải mình cứ móc cái triệu chứng nó ra cái mình nói này không phải có phải là nhiễm trùng huyết không ha. Rồi con bạn này ý kiến gì không? Dạ thầy ơi, cho em hỏi là trong phần khám mấy bạn có đánh nói lớn em. Trong phần khám mấy bạn có đánh giá là bé bị béo phì á, nhưng mà phần chẩn đoán thì hay là đặt vấn đề thì em không thấy mấy bạn có ghi à. Đúng rồi, cái đó là cái bởi vì mới nói là mấy em sai sót đó, nghĩa là mấy em làm mà mấy em không có tập bao quát, có nghĩa là làm mà mình mấy em phải nhớ béo phì với sốt huyết là điều trị khác nha, mà người thường điều trị khác, và những đứa mà nặng mấy đứa béo phì á là nó dễ chết lắm à. Và béo phì ở tất cả các bệnh lý đều có thể gây chết hết. Giống như cái đứa mà 14 tuổi 90kg nằm ở bệnh viện Nhi Đồng thành phố bị Covid đó, mới có 14 tuổi mà nó 90kg
có nghĩa là nó gấp đôi mấy em nữ bây giờ đó ha. Nó ốm khoảng 45 kg là nó gấp đôi đó, cho nên là chính vì vậy nó mới cứ bảo cytokine nó mà dữ dội chút xíu nó chết vì covid, thấy không? Cho nên khi một đứa bé sau này mà đi có làm nhi mà liên quan tới béo phì là trong đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ đây là bệnh nặng hết á. Dù thấy nó nhẹ đó mà nó chết đó. Và cách đây không lâu là khoảng mấy tháng ta có nghe hồi bữa nay là tháng 7 phải không, thì bữa hình như sau Tết khoảng 1 hay 2 tuần gì đó ha, một đứa bé nó lúc tự nhiên không làm là mấy ta, nó nói chung là nó cũng nhỏ 14 13 14 tuổi gì thì thôi, mà nó 80 mấy ký và nó vô nó ói khoảng 4 lần thôi, nhưng mà ở nhà nó ói thêm mà người nhà không biết. Và khi vô thì ói 4 lần, bác sĩ chủ quan cứ nghĩ là nó không sao hết. Nhưng mà cuối cùng nó nghi sốt huyết nhưng mà nhập viện vô vì cái hồi nó nặng lên là sốc, không hồi phục do mất nước điện giải. Và nhìn bên ngoài nó rất tỉnh táo, tỉnh queo à. Nhưng cái hồi vô sốc là nó sốc không hồi phục, không kiểm soát được luôn. Và cuối cùng đứa bé nó mất nha. Vì vậy cho nên là đối với những đứa béo phì thì không bao giờ được nói là nó nhẹ hết. Và điều trị nó cũng khác hoàn toàn đứa bé bình thường, không giống đâu. Và một số bạn á, thì thấy cái bệnh án này bữa trước có ghi nhận cái bé phì đó, nhưng mà cuối cùng không bỏ sót luôn. Cái bé phì đó cực kỳ quan trọng đó ha. Một đứa bé mà tiêu chảy mà bé phì thì diễn tiến rất là nặng hơn là đứa bé bình thường. Rồi. Có gì thắc mắc nữa không? Đây là một cái bệnh án nó lâu rồi, nhưng mà do tình hình dịch bệnh chúng ta phải buộc thời là học trong cái bệnh án cũ ha. Em chờ tôi chút xíu nha. Thì thực sự ra tóm tắt bệnh án này, đứa bé này là một đứa bé 8 tuổi nhập viện vì ngày 5. Mấy bạn lâu là ngày 5, mấy bạn là chính xác rồi. Chứ để như nhóm trước là ngày 7 thì thực sự là ngày 7 là nó sẽ xuất viện rồi. Mình đâu có gì đâu biện luận. Mấy em đang nghe nói không ạ? Alo. Dạ, dạ tụi em nghe thầy. À, thì đứa bé này nó nhập 8 tuổi nhập viện ngày 5. Và sốt ngày thứ 5. Nha. À. Thì tóm tắt bệnh án là có sốt, có buồn nôn, nôn, đau bụng quanh rốn, gan 1-2cm hạ sườn phải. Thì cái này thực sự ra đó, tại vì bây giờ bệnh án này nó là bệnh án chép lại cho nên là mình cũng không có bằng chứng bác. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi nghĩ được cái 1-2cm này không có tin tưởng được. Lý do để mấy em rút kinh nghiệm sau này mấy em khám thôi, chứ không phải là gì. Nhưng mà mấy em nên nhớ một đứa bé bình thường như mình, người bình thường thôi, mình không béo phì thôi. Mà mình khám mà người có 1-2cm gan là mấy em giỏi dữ lắm luôn á. Tại vì cái bản thân cái lớp mỡ của mình bình thường cũng 3-4 cm rồi. Mà mình sờ được đụng cái gan 1cm là mình quá giỏi rồi ha. 1-2cm là quá giỏi. Mà đó là chưa nói đứa bé này béo phì nữa. Cho nên là mình sờ được 1-2cm hạ sườn phải, cái này mang tính gọi là tôi nghĩ là chắc thiếu triệu chứng rồi, mình hơi dễ dời vô chứ chưa chắc có. Tại vì mấy em phải hiểu trong sốt xuất huyết á, là thực sự ra khi mà nó vô chuẩn bị vô sốc á, là không phải mình tìm gan to đâu, mà mình tìm cái gì? Tìm gì? Khám gan nó tìm cái gì? Alo. Alo. Dạ thầy nhắc lại câu hỏi được không thầy? Có nghĩa là một đứa bé mà nó chuẩn bị vô sốc, nó mình đi thay vì mình đi tìm gan to thì mình đi tìm cái gì? Mình khám gan mình tìm cái gì? Dạ mình xem dạ, thầy. Dạ ấn đầu dùng gan thôi. Ấn đâu dùng gan thôi chứ cần tìm gan làm gì? Và mấy em có cảm giác khám ấn vô cái mặt nó nhăn chưa? Có thấy cảm giác đó chưa? Có được khám trên lâm sàng một đứa bé
mày chuẩn bị vô sóc gan to ấn đau vô nó ra nó nhăn mặt không? Dạ có. À, cái đó mới quan trọng á. Chứ thực sự ra đợi mà gan to 3-4 cm mình khám được rồi thì nói làm gì nữa nha. Trong số huyết chỉ cần ấn đau dùng gan là có giá trị rồi, chứ không cần phải tìm gan to mấy cm hết. Tại vì mấy em phải hiểu lúc đó gan nó không phải to theo kiểu chiều cao tăng dần, gan cái to lên do viêm do nhiễm gì đâu. Mà lúc đó nó gan to là thực sự là do nó bị cái bọc gan nó bị phình ra, máu nó tràn vô trong cái bao gan, nó phình cái gan ra, hiểu không? Nó bọc cái bao gan lại. Vì vậy cho nên lúc đó mấy em sẽ thấy cái gan nó to, to đồng thời cộng với bọc gan nó căng ra. Vì vậy cho nên là mấy em sờ được gan rất là khó, và chỉ cần mấy em nhấn và đụng vô cái bọc gan thôi là nó đau rồi, hiểu không? Thì lúc đó ấn đau dùng gan là giá trị rồi, chứ không cần phải tìm gan to làm gì hết nha. Ấn đau dùng gan dương tính là được rồi, và nhìn cái mặt của nó vừa ấn mà phải vừa nhìn cái mặt. Và tới giờ phút này đó nha, khi mà khám lâm sàng mà tôi nghĩ mấy em cũng y chang vậy đó, mặc dù nói vậy chứ tôi tin thực tế lâm sàng tôi cho Y4 khám tới giờ này mười mấy lớp rồi, mười mấy năm rồi mà tôi chưa thấy bạn nào khám đúng về gan hết nha. Kêu khám gan cái đụng vô cái đưa cái tay chọt chọt cho bệnh nhân nhọt nhọt chơi chứ chẳng bao giờ nhìn cái mặt bệnh nhân. Khám gan mà cũng không bao giờ dựa vào nhịp thở bệnh nhân, cứ đúng vô đúng vô là mò khám nhận. Mình khám gan mình đâu có gì đâu gấp gáp, mình nhận thử coi bệnh nhân có đau không, nhìn cái nét mặt của nó, còn nhìn theo cái nhịp thở của nó. Khi nó hít thở sâu vô thì đẩy cái gan xuống thì mình mới dễ khám hơn. Một thứ hai là nhìn cái nét mặt nó đụng vô cái vùng gan đó, bệnh nhân có nhăn nhó hay không. Không có, tôi chưa thấy bạn nào làm đúng nha. Tới giờ phút này là phải chỉ lại hết rồi. Tóm tắt bệnh án là sốt nè, có buồn nôn, mệt mỏi, ăn uống kém, rồi ấn đau dùng gan. À, thì có một cái bệnh án này thì có một bạn thêm BTC dương tính, thật sự như mà để tôi lý giải luôn cho mấy bạn, tự nó có nhớ đâu nói đó. À, cái BTC đó thì thường là nó không xuất hiện ngày đó là ngày thứ năm, ngày thứ sáu đâu, cho nên là tôi bữa tôi bác rồi nên chắc có lẽ bạn bỏ rồi. À, rồi. Bây giờ sau khi tóm tắt như thế thì biện luận và sốt cấp tính là sốt nhỏ hơn 7 ngày và sốt mà mãn tính là trên 7 ngày. Thì nó có hai nhóm nguyên nhân chính ha. Thì mấy em học rồi và tôi hỏi rồi bên nhiễm người ta cũng biện luận như vậy đó. Một là không nhiễm trùng, hai là nhiễm trùng. Thì nhiễm trùng thì gồm có nguyên nhân là siêu vi, nhiễm khuẩn và kiến trùng và nấm nha. Rồi thì nếu mà nhiễm trùng thì đầu tiên là siêu vi. Đầu tiên là nhiễm trùng thì mấy bạn đã lượt qua hết cơ quan mình loại rồi, không qua nhiễm trùng là mang tính cơ bản thôi nha. Chứ thực tế sau khi mấy em loại những năm nếu qua đó còn những nguyên nhân khác về nội tiết, chuyển hóa vân vân ở người lớn hay gặp hơn. Nhưng mà mình đang nói những cái cơ bản trước. Rồi, ngoài ra trên thực tế lâm sàng nó sẽ còn có một cái tình trạng như thế này là bệnh nhân vô sốt, mặc dù sốt cao, COP tăng, bạch cầu máu tăng, nhưng chúng ta đi tầm soát nhiễm trùng không có ở đâu hết. Phổi nói chung y chang vậy nè, không có thấy đâu hết. Thì lúc đó người ta được chẩn đoán là tình trạng nhiễm trùng, hoặc là mình ghi là sốt nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân. Đó, nó có cái chẩn đoán nó nha, nó có mã ACD đàng hoàng á. Khi mình chẩn đoán một cái bệnh nhân nào tên gì bây giờ nó phải có mã ACD mấy em, chứ không phải mấy em chẩn đoán đại nha. Thì chẩn đoán mã ACD là để mình báo cáo quốc tế ha, chứ không phải là mình thích cái chẩn đoán mình ghi vô. Thì cái chẩn đoán mà tình trạng nhiễm trùng hoặc sốt nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân là nó có thực tế, nó có trên chẩn đoán. Và ví dụ như sau 48 tiếng hay 36 72 tiếng chúng ta tầm soát nguyên nhân nhiễm trùng mà ra ví dụ như ở có phổi hoặc ví dụ ở đường tiết niệu thì lúc đó người ta sẽ ghi lại là nhiễm trùng tiểu ha, hoặc là viêm phổi. Nhưng sau khi mà chúng ta tầm soát không ra mà nó vẫn sốt cao, bạch cầu máu cao, CRP tăng thì lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán đó là tình trạng nhiễm trùng mà được đánh kháng sinh chứ không đợi phải tìm ra. Và dĩ nhiên trong quá trình tìm ra thì mình sẽ sửa lại chẩn đoán. Còn nếu mà không ra thì sau 5 đến 7 ngày mà mình thử lại CRP, huyết độ nó giảm xuống lại bình thường thì khi ra viện cái tình trạng nhiễm trùng đó vẫn ghi là tình trạng nhiễm trùng, chứ chúng ta không được, người ta có quyền không có sửa là sốt nó là nhiễm trùng huyết hay gì đó thì nó chưa đủ tiêu chuẩn nhiễm trùng huyết ha. Nên là sau này em đi lâm sàng em sẽ thấy cái đó ha. Rồi như vậy thì nhiễm trùng mình ít nghĩ ha, loại rồi. Nguyên nhân thứ hai là kiến trùng mà sốt rét, nguyên nhân kiến trùng và sốt rét là nấm. Thì kiến trùng
mà sốt rét đó, và nhưng mà một cái một số bệnh lý sốt mò hay là leptospirosis gì đó thì nó không có yếu tố dịch tễ đi xa để tiếp xúc người gây bệnh vân vân, thì không là loại trừ cái đó luôn. Nấm thì trên mình kinh nên suy giảm miễn dịch, bệnh lý phản tính mà này không có loại luôn. Như vậy thì còn lại nguyên nhân nhiễm CV thôi. Thì nhiễm CV ở đây thì đó em đã biện luận rồi luôn, nhiễm CV có hội chứng nhiễm CV, mệt mỏi ăn uống kém. Nhưng mà sốt xuất huyết á trẻ lớn á như cái này á thì nó sẽ kèm theo một cái triệu chứng mà em hay nếu mà em hỏi thì sẽ có đó, thường là đau đầu và kèm theo đau cái hốc mắt nha. Nó gồm có mệt mỏi, chán ăn, đau cơ nè, đau cơ mình mẩy giống như cơ nhiễm CV. Nhưng mà thường mấy em sẽ thấy là nó có thêm cái gọi là đau hốc mắt, đau bên trong hai hốc mắt và đau đầu ha. Đau hốc mắt và đau đầu và có PTC. Còn ngược lại nhiễm CV thì nhiễm CV chung thôi. Nó có thể có sốt mà mỗi ăn uống kém buồn nôn nhưng không có đau hốc mắt nha. Nhiễm CV là không có đau hốc mắt và ít khi nào có PTC lắm, ít khi nào có PTC lắm nha. Rồi. Bây giờ mấy em quay lại cái file hình đi, cho tôi cho cái file hình mà tôi gửi á. Mấy em nghe không ạ? Dạ tụi em nghe thầy. Rồi tải cái file hình lên coi. Dạ thầy chờ tôi em tí nha thầy. Rồi chờ. Chờ xíu, tải cái file hình lên. Rồi mấy em kéo xuống rồi cái lưng rồi, dừng lại cái hình góc lưng nè, đó đúng rồi, đây là một cái hình của nhiễm CV, ban CV điển hình ở trẻ em ha. Sau này nếu em làm ngành nhi á thì nhớ ha. mà ở trong bệnh viện đó thì một số bác sĩ cho nhập viện là trong đó là sao dõi sốt huyết, nhưng mà hơn 50% cuối cùng ra là nhiễm CV, nhưng mà sốt huyết nhất là những đứa nhỏ nha, những đứa trẻ nhỏ dưới 3 tuổi đại đa số là nhiễm CV hết á, sốt y chang sốt huyết, nhưng mà tiểu xét nghiệm lên tiểu cầu nó cũng giảm, thì nghĩ là nhà sốt huyết nhưng mà vô 1-2 ngày sau nó phát ban như vậy nè. Thì mấy em nhìn kỹ cái ban ha, đây là một cái hình ban CV hồng ban, có nghĩa là chúng ta đè lên còn ta đè lên mất gọi là hồng ban, còn mà sốt huyết BTC á chúng ta đè lên là nó còn nguyên dạng ha, còn này đè lên nó sẽ mất. Thì mấy em nhìn kỹ ha, đây là một cái hồng ban rõ ràng của nhiễm CV. Thường cái ngày xuất hiện của nó là ngày thứ 3, thứ 4 của bệnh ha, cái ngày xuất hiếm khi nào xuất hiện muộn hơn lắm, hiếm có mà hiếm ha. Cái thứ hai là vị trí của nó là ở toàn thân, tại vì tôi chụp chỗ này rõ cho mấy em thôi chứ nó gặp hết mặt, bụng, lưng á, có hết, chân tay có hết. Và thứ ba là cái hình dạng của nó là mẹ em nhìn thấy không, nó chấm liên tục chứ không phải thành mảng nha, và nó không có ngứa bao giờ hết, không bao giờ có ngứa ha.
Rồi quay lại cái hình trước đi. Rồi còn một cái file, còn một cái file hình nữa. Tôi kêu ở đây, đây đây các bạn, cái chỗ thứ hai cái hình thứ hai. Đúng rồi, hình thứ hai đây. Đây là cái rát phục hồi điển hình của sốt xuất huyết. Nó là thường là cái ngày xuất hiện của nó là cuối ngày 5 cho đến ngày 6, cho nên cái khả năng xuất hiện cái này, mấy bạn 6 làm lúc đó, đi 4 lúc đó là có khả năng nghĩ làm là nghĩ nó là BTC chứ không phải BTC đâu em. Nó là hồng ban và cái dạng này chỉ có sốt huyết có thôi. Thứ nhất là xuất hiện cuối ngày 5 đầu ngày 6 ha. Thứ hai là cái vị trí em nhìn thấy là chủ yếu ở cánh tay, cánh ở một ít ở bụng thôi, thường nha, còn có một số trường hợp thì nó có thể ở ngực nhưng mà hiếm lắm, đại đa số là ở cánh tay, chân và bụng. Và em nhìn nó là một mảng liên tục chứ nó không có hình chấm, và ở giữa những cái bảng nó có những cái đảo trắng trắng đó, em nhìn thấy cái da trắng không đó. Đây là cái hình rất là điển hình của một cái rát phục hồi của xuống ở giữa những cái khoảng bạn, nó có những cái khoảng trăng kỹ ha. Cái ngày xuất hiện nó ngày 5, ngày 6 và ngày cuối cùng là rất lửa bằng đêm gì lắm. Rồi mấy em quay lại cái file chính đi, quay lại cái file chính đi em. Alo, rồi click vô cái hình cái bên hàng đầu góc phải á. Hàng đầu góc phải. Đây là cái hình nó là một hình dạng y cái, mà cái hình này hơi mờ hơn. Và cái độ đậm của màu đỏ nó không có thể càng, nhưng mà mấy em nhìn ở trên ngay cái đầu gối nó là một mảng đỏ liên tục từ đầu gối xuống, và ở giữa nó có những cái chấm này hơi xám xám xíu là nó là khoảng trắng đó. Nhưng mà em vô cái hình cái đầu gối trái đi ha, thấy cái đầu gối trái, click vô cái hình ngay cái đầu gối trái, kéo chuột lên đi. Ba cm em lít cái hình nó đi, mở rộng cái hình nó ra đi. Ngay là gói này thấy ngay chuột, ngay lít chuột vô ngay là gói trái đó, hình này chụp màu đó, hình đổi trái thấy không, thấy hình trái không, hình màu quá. Thì nó nằm ngay chỗ cái đầu gói, em thấy có những cái chấm xám xám đó là cái khoảng trắng đó. À, rồi thôi được rồi, cái hình này mờ quá. Rồi bỏ qua đi. Rồi quay lại cái hình lớn giùm. Rồi cái hình đầu tiên. Đó, đây trời sao chụp mờ quá vậy ta, mấy em chụp coi rồi cái file hình chụp mờ quá. Đây là một cái hình BTC điển hình ha. BTC điển hình là xuất huyết dưới da, mấy em đè lên nó sẽ còn á. Và vị trí của nó là mặt trong cánh tay, mặt trong đùi và mũ ít ở bụng, thường là có xuất hiện trong sốt xuất huyết chứ bệnh khác không có nha, thường bệnh khác không có nha. Em như cái hình này chụp, mấy file này chụp không có rõ ha, tôi gửi mấy bạn kia chụp coi rõ lắm mà ta, sao file này chụp nhìn thấy hình giả quá chứ không phải hình thiệt nha. Đó là hình BTC trong sốt xuất huyết á nha. Rồi quay lại cái bệnh án đi. Rồi, thì tóm tắt bệnh án là mình nghĩ đến một định dạng số cấp tính ngày thứ năm mà nghĩ về sốt huyết. Thì sau khi mình biện luận loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng, rồi nguyên nhân kiến trùng, rồi cuối cùng là mình nghĩ là sốt huyết ha. Còn nguyên nhân mà bệnh tự miễn ác tính quá trị này vân vân á,
Thì thực tế đó mấy em, nó thường là nó có cái mí trong lâm sàng á, ví dụ nó sốt tới ngày 6 mình chưa tìm nguyên nhân nghỉ sốt huyết, nhưng mà qua ngày 7 rồi đó mà nó còn sốt thì lúc đó trong đầu mình loại trừ sốt huyết rồi, bắt đầu trong đầu mình sẽ nghĩ tới những nguyên nhân sốt kéo dài nó vừa mí luôn á, thì lúc đó mình bắt đầu cái lại chuyển từ sốt cấp tính qua sốt kéo dài, thì liên quan đến những cái nguyên nhân sốt kéo dài, trong đó có ung thư miễn dịch quá trị liệu rồi bệnh lý mãn tính vân vân, thì nó nằm trong cái mí chỗ đó, thì lúc đó mình sẽ bị lần, còn này chưa tới thì thôi ha. Thì đề nghị cái lâm sàng ở đây thì là NH1 rồi huyết đồ men gan CRP vân vân, thì lý giải cho các bạn đó luôn, mà tôi không biết tại sao là bệnh viện nhiễm cập nhật rất là chậm như thế. Cái NH1 là người ta thấy là nó dương tính từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ tư của bệnh, rồi ngày thứ năm thì nó yếu dần, là lúc đó người ta thay bằng cái IgM. Tuy nhiên đó là kiến thức trước 2016, và cuối năm 2016 tôi có đi, hôm đó tôi có đi một cái hội nghị cũng lớn của sốt huyết cũng toàn miền Nam mình, và trong đó thì có một cái đề tài của Thái Lan nó được trình lên là nó đã làm, thì mấy em biết sốt huyết ở Thái Lan, ở Đông Nam Á này Thái Lan là điều trị chuẩn số 1, thì ở đó nó báo cáo lên một cái đề tài, nó rút ra đề tài là thử NH1 á dương tính từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ bảy luôn, cho nên là bây giờ người ta không còn ít khi nào người ta sử dụng IgM lắm nha, vì IgM bây giờ nó mất tiền, lấy máu cái lượng máu nhiều hơn, giá trị xét nghiệm cao hơn, mà thời gian nó chờ lâu hơn, cho nên người ta làm NH1 và nó dương, người ta thông báo là dương tính từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy luôn, chứ không phải vậy chỉ có ngày thứ tư rồi ngày thứ năm nó bớt, như nó xuống lại giống như bạn ban đầu có phát biểu, cái đó là lý, nó là đúng hoàn toàn, nhưng mà nó là kiến thức cũ rồi ha. Rồi giống như là cái thuốc vẹt móc, cái thuốc amendazole đó, gì đó, uraca đó, hoặc cipro doxacin đó, đó mà là năm 2003 là tôi đi học bên nhiều một, lúc đó là người ta đã thông báo trên toàn thế giới là thuốc Fluoca và Ciprofloxacin đã được dùng cho trẻ em nhỏ rồi, chứ không phải là cấm trong chỉ định dưới 2 tuổi nha. Nhưng mà tới giờ phút này nha, tới giờ phút này một số bác sĩ vẫn đang phân vân nghĩ là Ciprofloxacin hoặc là họ Kinolon mới á, không sử dụng cho trẻ em được, hoặc là thậm chí một nhà thuốc Tây người ta vẫn nghĩ là Fluoca trẻ dưới 1 tuổi không muốn, trên 2, dưới 1, 2 tuổi không muốn được, dưới 2 tuổi, chỉ có trên 2 tuổi mới muốn được. Trong lúc cái cập nhật rất là lâu rồi, 2003 là cả hai thuốc đó đều sử dụng cho trẻ em được dưới 1 tuổi hết rồi, cho nên là đến đây hai mấy năm rồi, nhưng mà kiến thức của một số người vẫn chưa cập nhật, thì tôi cũng đang rất là ngạc nhiên tại sao là bên nhiễm người ta chưa cập nhật, chứ bây giờ người ta đã làm NH1 không à, chứ người ta không có làm IRM nữa ha. Rồi cái đó, nhưng mà nó không quan trọng lắm đâu em. Thì trên thực tế đó, bác sĩ người ta sẽ dựa vào NH1, nhưng nếu NH1 không có, IgM cũng không có luôn, thì chúng ta vẫn cũng không loại trừ được sốt xuất huyết nha. Tại vì thực tế là lâm sàng có một số trường hợp IgM em thử ra âm tính, hoặc là NH1 em thử ra âm tính, mà nó vẫn có thể sốt huyết, nó âm tính giả nha, nó chưa đủ nồng độ kháng nguyên kháng thể thì nó dễ không dương tính, thì lúc đó vẫn là âm tính mà âm tính giả, cho nên mình nhìn cái đó mang tính gọi là hỗ trợ, chứ đừng có chờ nó để khẳng định nha. Rồi thế thì trong trường hợp này mình làm những cái lâm sàng đó, rồi kết quả lâm sàng về thì đứa bé này nó có một cái bạch cầu tiểu cầu, tôi nhớ không làm, là giảm từ 250-230 gì đó xuống 94, có một lần thôi. Thứ hai là bạch cầu nó tăng từ 4.000 mấy lên 7.000 mấy, và thứ ba nữa là HCT nó từ 33% lên 39%, nó ba cái, có cái ba cái yếu tố để mình dựa vào đó mình để mình bàn thôi ha. Thì cái tiểu cầu á, khi mà làm cái phác đồ mà điều trị á, thì Bộ Y tế người ta không biết người ta có cứng nhắc quá không, hay là bác sĩ mình áp dụng một cái là mấy gọi là gì đó cứng nhắc quá. Tại vì á mấy em phải nhớ là khi mà đứa bé mà nó chuẩn bị vô sốc á, mà gọi là dấu cảnh báo á, thì thường nó sẽ có đau bụng nè, nôn ói nè, rồi gan to, ấn đau dùng gan, thì lúc đó HCT nó mới tăng và tiểu cầu nó mới giảm. Thì lúc đó tiểu cầu giảm là giảm trong trường hợp này,
nó liên quan tới những triệu chứng khác và mới gọi là dấu hiệu cảnh báo. Giống như mấy em đi tiêu chảy gì đó, một đứa bé mất nước thì nó sẽ có mà môi khô lưỡi không có nước, ít nước ha, rồi uống háo hức, tiểu ít, rồi mắt trũng nặng nặng như từ từ, và nó có 3-4 triệu chứng một lượt chứ không phải một cái là môi khô không thiếu nước. Vậy cho nên nó có một cái nhìn tổng quát. Thì trong trường hợp này nó cũng vậy, khi một đứa bé mà nó tiểu cầu giảm mà nó phải kèm theo những triệu chứng nãy tôi đã nói rồi thì lúc đó mới là có khả năng là có dấu hiệu cảnh báo. Cái thực tế mà em vô bệnh viện em thấy nhiều đứa bé tiểu cầu nó 50-60 ngàn nó chạy chơi bình thường à, nó xuất huyết đó, N1 dương tính đó, mà tiểu cầu 50-60 ngàn nó chạy bình thường không có vấn đề hết, thì lúc đó mình chẩn đoán cảnh báo thì quá uổng nha. Thì mình, nói chung là bác sĩ mình vận dụng kết quả máy móc thì nó phải phối hợp nhiều triệu chứng chứ không riêng một cái triệu chứng nào mà mình chẩn đoán là cảnh báo hết. Thì trong xuất huyết á, tiểu cầu nó có giảm gọi là giảm hổm đó, nghĩa là giảm từ 200 mấy nó tụt xuống 70-80, xong nó xuống 30-40, đó nó mới là xuất huyết. Còn trong nhiễm siêu vi thường nó giảm nhẹ nhàng hơn, giống như trường hợp này là cái kiểu giống như vậy này, là 200 mấy rồi xuống 100 mấy rồi xuống 90 rồi 70-80 thì nó là ngừng nó luôn chứ nó không xuống nữa ha. Thì có một số trường hợp nó trùng lắp vậy đó, thì nó vẫn xuống nhưng mà nó không xuống hổm, xuống vừa á, thì chưa chắc là xuất huyết đâu. Xuất huyết nó sốt, nó xuống rất là hổm, xuống nhanh mà có khi mình không kịp trở tay luôn á, từ 100 mấy tự nhiên hôm sau em thử xuống còn 40-50 thôi đó, thì mới là xuất huyết. Thì cái ca này sau khi đề nghị âm sàng về thì tiểu cầu có giảm ha, mạch cầu không thay đổi, còn HCT này một lát mình sẽ phân tích sau ha. Thì sẵn tôi nói luôn đi ha, không quên. HCT á, bình thường á, trong chẩn đoán xuất huyết thì người ta nói là tăng 20% của cái chỉ số bình thường của nó. Thế thì ở trẻ em thì nó có nhiều lứa tuổi và mỗi lứa tuổi nó có một cái mức HCT tương đối là phù hợp với nó. Thì đứa nhưng mà nhìn chung thì bác sĩ người ta không nhớ được nổi đâu mấy em. Tôi thực sự tôi cũng không nhớ luôn, mà muốn làm thì mình lật sách, mình có cái tiêu chuẩn trong sách rồi mình làm. Nhưng thực tế thường người ta cho bác sĩ có cái biên độ từ 36-42%, 38-42% gì đó là cái biên độ đó chấp nhận được. 36-44 nó rộng hơn, hoặc là 38-42. Thì theo lứa tuổi lớn thì 38-42, lứa tuổi nhỏ thì cho biên độ từ 36-44%, tùy theo cái lứa tuổi của nó, nhưng mà biên độ nó là chấp nhận được. Thì lúc đó nó sẽ tăng lên hơn 20% cái số đó, 22% cái số đó thì mới có giá trị. Ví dụ tôi nói bây giờ trung bình là 38-42 thì mình lấy trung bình là mình làm cái tiêu chuẩn mình chẩn đoán là 40 ha. 40% thì lớn hơn 20% của số đó, có nghĩa là mình sẽ cộng 8% vô. 20% của 40 là 8%. Đúng không? Theo kịp không? Alo. Dạ kịp thầy. 20% của 40, HCT 40 á, là 8%. Thì 40 cộng với 8% vô là 48%. Thì lúc đó giá trị mình chẩn đoán xuất huyết là 49% trở lên. Chứ còn nó dao động 45-46 thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nó gọi là hơi đặc một xíu. Thì mình có thể dặn dò bệnh nhân uống nhiều nước vô. Chứ còn nó trên 48%. Nhưng đồng thời nó sẽ có thêm là mạch nhanh rồi. Huyết áp nó có thể dao động rồi tiểu cầu nó giảm. Thì lúc đó mình mới có khả năng cân nhắc cho dịch truyền hay không. Chứ không phải chỉ có nhiều đó là mình cho đâu nha. Nó có nhiều tốt. Rồi. Cả lâm sàng về thì cái tôi nói rõ phân tích luôn ha, để cho em biết rồi ha. Rồi còn một cái nữa là HCT trong bệnh nhân này nó 33% thì nó tăng lên 39%. Thế thì một số bạn hỏi là như vậy nó tăng như vậy là trên 6%, có nghĩa là trên 6% là có giá trị hay không. Thì thực tế trên lâm sàng bác sĩ người ta không căn cứ vào này đâu mấy em. Ví dụ HCT mình ra 33% lần đầu là 33% thì cũng chưa chắc đúng, mình phải lại. Cái thứ hai, nếu nó 33% bình thường mà lên 39% thì có cách. Nó là yếu tố gợi ý, nhưng trên lâm sàng tiểu cầu nó bao nhiêu? Nếu tiểu cầu nó bình thường, huyết áp mạch nó bình thường thì không có giá trị gì hết. Nhưng trên lâm sàng nó 39%, nhưng mà tiểu cầu nó xuống liên tục 30-40 ngàn. Rồi xong trên lâm sàng thấy bệnh nhân mệt, đừ, mạch nhanh, đỉnh mồ hôi, đau bụng ói, gan chuẩn bị ấn đau thì lúc đó có giá trị đó. Lúc đó mình bắt buộc mình sẽ căng nhắc chẩn đoán là mình có dò sót hay không để mình truyền dịch cho nó vô vào mạch mũi nha.
chứ không phải là ở 33% cái lên 39 là đương nhiên tăng, không phải, mà phải dựa vào cái lâm sàng của nó nha. Rồi đối với bệnh nhân này thì sau kết quả đó thì N1 chưa làm thì mình chẩn đoán là với tiểu cầu giảm như vậy rồi dấu hiệu lâm nhiễm CV điển hình như vậy thì mình chẩn đoán là gì, sốt xuất huyết đen ngày thứ mấy. Tôi á, thì tôi nghĩ ca này chưa có dấu hiệu cảnh báo đâu, nhưng mà chắc có lẽ mấy bạn là bệnh án thì mấy bạn thấy ít triệu chứng quá rồi mấy bạn đưa vô rồi, chứ thực sự đau bụng đâm mỹ đứa bé sốt huyết là bị bình thường, nó không có gì lạ hết. Sốt huyết mấy em ngày đầu quá, 1-2 ngày đầu á, nó sẽ có tình trạng nhợn ngói buồn nôn là trong cái hội chứng nhiễm CV chung. Đứa nào sốt huyết hoặc là nhiễm CV đều có khả năng nôn ói hết, tự vì nhiễm CV là một cái bệnh lý toàn thân, nó làm cho mình mệt mỏi, ăn uống kém thì cái dạ dày nó cũng muốn được nghỉ ngơi. Mà nếu mấy em đưa thức ăn vô thì có khả năng nó khó tiêu, nó sẽ ói. Thì 1-2 ngày đầu đó là ói do nhiễm CV chung. Tuy nhiên khi mà đứa bé mà nó qua ngày thứ 3, cuối ngày 3 đầu ngày 4 hoặc là giữa ngày 4 mà mình bắt đầu nó thăng nôn, muốn nó muốn nguồn nôn vào nôn thì coi chừng nó chuẩn bị vô sốc. Lý do là nguyên tắc khi mà nó thoát dịch á thì nó thoát dịch chủ yếu vô bao gan, nó sẽ làm gan to lên, và gan to lên nó sẽ đẩy cái dạ dày lên phía trên, đẩy dạ dày nằm ngang lên, thì với cái tư thế đó thì bệnh nhân rất là dễ ói. Cái thứ hai nữa là nguyên nhân ngay cũng dễ ói với bệnh nhân này là khi mà nó đã thoát dịch thì nó sẽ làm sung huyết cái niêm mạc dạ dày, sung huyết niêm mạc dạ dày nó sẽ làm cho giống như là tình trạng cái dạ dày dễ kích thích, dễ ói. Với cái hai nguyên nhân đó thì nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị nôn ói, và chính vì vậy cho nên là cái triệu chứng đầu tiên mà chuẩn bị mà vô sốc á, mà đối với bé mà sốt huyết cuối ngày 3 đầu ngày 4 á, là bệnh nhân nó sẽ thăng con bắt đầu cũng muốn buồn nôn quá, con khó chịu, con muốn ói quá, và kèm theo đau bụng âm mỉ trên thượng vị, nhưng mà nếu mà em ấn thì nó sẽ đau vùng gan nha. Đó, mình phải có cái nhìn chung như vậy thì mới chẩn đoán được, chứ không phải dựa vào một cái ha. Rồi vậy mà cả lâm sàng thì mình đề nghị đó, nhưng mà không có kết quả CRP, nhưng không phải có kết quả CRP không? CRP không có đúng không? Có CRP không? Không có đúng không? Rồi. Dạ không có thầy. Ừ. Rồi chẩn đoán cuối cùng là sốt huyết đen ngày thứ 5 có dấu hiệu cảnh báo ha. Rồi về mặt điều trị thì mà thường là nếu nó không có sốt gì hết thì mình chúng ta cho paracetamol 4-6 tiếng liều 10-15mg bạc ký ha. Rồi 10-15mg bạc ký, rồi bù nước bằng Odizon ha, nếu được thì cho tăng cường thêm vitamin C, nếu mà cho phép trong bảo hiểm là cho vitamin C tăng cường sức đề kháng cho nó ha. Nếu nó ói nhiều quá thì có thể dùng là thuốc chống ói Motrizum ha, Domperidone, biết cái thuốc đó ha. Thuốc chống ói Motrizum á, Domperidone thì liều lượng của bé là em cũng không cần nhớ, nhưng mà biết là khi nó ói nhiều quá thì mình có thể sử dụng cái thuốc đó, Domperidone ha. Rồi theo dõi mạch, huyết áp, HCT, nước tiểu, hoặc là sức nhập trong 24 giờ, tùy theo giai đoạn bệnh. Nếu nó nhẹ thì mình theo dõi mạch, huyết áp và HCT trong vòng 4-6 tiếng, thì theo cái ngày của nó, ví dụ như ngày thứ nhất, ngày thứ ba, ngày thứ tư thì chúng ta theo dõi xa chút, ví dụ 6-8 tiếng hoặc 8 tiếng. Nhưng khi mà nó có dấu hiệu này, có khả năng buồn nôn hay là nôn hay là mẹ nó hôn mệt gì đó, thì lúc đó khả năng mình sẽ rút lại thời gian theo dõi lại, ngắn lại, thay vì là 6-8 tiếng thì bây giờ mình sẽ 4-6 tiếng, ví dụ vậy. Nên là tùy theo cái ngày, và ví dụ ngày 5, ngày 6 mà những ngày nó đỉnh điểm của sốc á thì lúc đó mình theo dõi sát hơn, mình cho để ý lệnh theo dõi sát hơn, còn cái ngày sớm hơn thì mình cho ý lệnh xa hơn, chứ không phải lúc nào rập khuôn là ngày nào. Tôi thấy một số bác sĩ trẻ cứ vô là cứ theo dõi ngoài huyết áp HCT mỗi 6 giờ là một cách máy móc, không có suy nghĩ. Ví dụ như nó mới có cuối ngày 3 thì khả năng sốc rất là thấp, thấp rất là thấp, gần như không có. Và thứ hai nó là nó đang nằm ở trong bệnh viện thì ví dụ nó có sốc thì bác sĩ điều dưỡng ta cũng phát hiện được liền, chứ đâu đến nỗi nào mấy em phải đi làm, mấy em phải thông cảm được cái cho cái người điều dưỡng. Chúng ta ghi giấy xong ta xích đích đi chơi, đi uống cà phê, đi ăn uống, chứ còn điều dưỡng ta làm chết bà luôn á. Cho nên là mỗi 6 tiếng mà một khoa mà vô 100-200 đứa số huyết mấy em, tại vì mùa này là Covid mà hình như mấy con kia nó sợ Covid hay sao á, Covid nó xuất hiện mấy con kia trốn hết rồi, không thấy nó bệnh luôn à, siêu vi rồi quay bị thi đậu rồi trốn hết rồi, không thấy ra là bệnh luôn á, còn là Covid không.
thì do mà bệnh nhân mà sốt huyết, mấy em biết năm trước khoa của tôi là buổi sáng mấy em không có chỗ đứng đâu, hai bên là hai hàng ghế, còn ở trong là một phòng bốn giường mà nằm 12 bệnh, rồi nằm chen ra ngoài đường, không có chỗ đâu mà ngồi luôn á. Mùa này thì ít lại rồi ha, cho nên là mấy em cho làm xét nghiệm mà nhiều quá điều dưỡng người ta làm không nổi đâu, nhiều khi ta bỏ sót luôn, ta không làm. Có những trường hợp vô sốc rồi mới thấy bị dưỡng ta bỏ, ta không làm, rồi ta quên đó, ha. Rồi đó là bệnh nhẹ. Còn nếu mà khi vô sốc, khi mà bệnh nhân vô tiền sốc hoặc sốc, thì lúc đó mình phải cân nhắc chẩn đoán là có dấu hiệu cảnh báo, rồi là theo dõi sốc, thì lúc đó chúng ta truyền dịch bằng lactate ringer nha. Trong lý thuyết tôi ghi là natri clorua, nhưng thực tế là mấy em nên dùng lactate ringer, thì lactate ringer là lý tưởng nhất cho sốt huyết. Thì liều là 15 đến 20 ml bạc ký trong giờ đầu ha. Rồi sau đó giảm liều như thế nào trong phát đồ có nói. Ở đây ở sở dĩ ra lúc đi thi tôi không hỏi này nó chi tiết lắm mà mấy em cũng không cần, nên tôi chỉ cần yêu cầu mấy em nhớ cái liều đầu thôi, còn cái liều sau là tùy theo diễn tiến của bệnh mà mình giảm. Và thực sự ra thực tế đó mấy em, là cái dịch truyền nó rất là tinh tế, và nếu mà mấy em làm em sẽ hiểu cái từ tôi nói ha. Có nghĩa là số huyết nó muôn hình dạng trạng lắm, không có ca nào giống ca nào đâu, đừng có nói là ca đó đem vô phác đồ điều trị mấy em điều trị là mấy em chết nha. Số huyết nó có một cái gọi là biến thiên, không có ca nào giống ca nào hết, chỉ có cái trường hợp đó mình sẽ dùng cái kinh nghiệm của mình, rồi mình dùng cái lý thuyết, rồi cùng với kinh nghiệm của đàn anh chỉ lại, mình phối hợp với nhau mình làm, chứ có khi rất là phức tạp đó mấy em. Ví dụ như đứa bé mà ngày thứ ba nó vô sốc có, thì cái biểu đồ sốc nó thường là nó sốc từ ngày thứ ba tới cuối ngày sáu, nhưng mà đại đa số 4-5, nhưng mà vẫn có đứa vô sốc sớm và có những đứa vô sốc muộn, và thậm chí ở sốt xuất huyết có một ca về ngày 10 rồi nó mới vô sốc có nghĩa là nó sốt tới ngày 8 ổn định rồi cho nó về nhà, nhưng mà về tới nhà 2 ngày sau nó mệt, nó ói quá đem vô là thử lại là nó vô sốc ngày thứ 10. Cho nên là sốt huyết nó có nhiều nhiều cái hình thái lắm, giống như cái đứa bé này lúc đầu của bạn gợi ý là sốt giống như sốt hai pha đó, thì cái dạng sốt huyết mà hai pha lúc đầu ít gặp lắm em, nhưng bây giờ gặp nhiều nha, bây giờ gặp nhiều rồi, tôi gặp 3 ca rồi đó. Có nghĩa là bình thường nó sẽ sốt liên tục tới ngày 5-16 cái vô sốc, rồi nó hình giống như cái chuông rồi đó, nhưng mà rồi nó đổ xuống nó về bình thường. Bây giờ thì nó sẽ có cái dạng là hai múi giống như lưng lạc đà vậy đó, có nghĩa là bệnh nhân sốt 1-2 ngày đầu sốt cao liên tục, sau ngày thứ ba có thể tới ngày thứ ba, nhưng mà giữa ngày ba bắt đầu hết sốt, tỉnh táo ăn uống được, đi chơi luôn, thậm chí đi học luôn, đi chơi được một ngày thứ tư, qua cuối đầu ngày năm bắt đầu sốt lại và vô sốc. Nên nó sẽ dễ hình hai cái chuông nhỏ ha, giống như lưng lạc đà đó. Và cái tỷ lệ cái này là có nha, nó có cái hình thái, nên sau này nếu có làm phải để ý cái đó ha. Rồi về mặt điều trị nặng thì mình dùng lactate ringer sốc huyết áp kẹp là mà 2 hoặc cả 2,5. Thì sao tôi biết đó nghe, trường phái bên nhiễm á, bệnh viện nhiễm nó khác nhi nha, điều trị nó cũng khác. Nhiễm nhi á, thì ta đợi kẹp 2 người ta mới truyền, và cái thời gian truyền có khi ta truyền hơi lâu. Ngược lại bên nhiễm á, thì cái trường phái đại đa số là 2,5 là người ta coi như là sốc rồi, 2,5 coi là tiền sốc hoặc sốc rồi, và lúc đó người ta bắt đầu truyền dịch, thường là truyền liều thấp, và cái thời gian liều thấp là 15 đó mấy em, 15 ml bạc ký. Thường là cái thời gian điều trị truyền dịch bên nhiễm ta thường ta rắn hay rút ngắn gọn lắm, truyền đủ liều ta ngưng theo dõi sát nữa chứ ta không truyền thêm. Còn ngược lại bên nhi thì ta sẽ hay có cái chuyện truyền mà giữ phòng kéo cho nó ra luôn á, thì nó hai trường phái khác nhau nha. Nhưng mà lactate ringer là lý tưởng nhất, liều là 15 đến 20 lít bạc ký, và sốc thì theo sốc kẹp 2,5 cũng có thể là sốc, hai là sốc rồi ha, còn 2,5 là tiền sốc, thì lúc đó chúng ta có thể xử lý bằng lactate ringer 15 đến 20 lít bạc ký. Rồi theo dõi mạch huyết áp 1 giờ, nửa tiếng, 1 giờ, 2 giờ HCT đó là tùy theo đánh giá trên lâm sàng. Chứ mình thấy nó nặng thì diễn tiến nặng thì mình dõi, theo dõi sát, còn nó nhẹ nó dễ ra sốc thì mình theo dõi giãn lên tí. Rồi các bạn có nào có ý kiến gì không? Alo. Ừ,
Alo thầy. Nói đi. Dạ cho em hỏi là cái lắc tắc dơ trong mấy cái ca mà có tổn thương gan cái thầy, thì mình có truyền cái đó không thầy, hay là mình truyền một cái dịch khác? Truyền lắc tắc, em vẫn truyền lắc tắc. Vẫn truyền lắc tắc. Ừ. Rồi. Tổn thương gan nặng hay nhẹ, nó có xuất huyết kèm theo hay không? Tự vì ngoài lắc tắc ra, nếu nó truyền mà hải người mình có thể đổi qua cao phân tử. Rồi nếu mà nó kèm theo sức huyết máu ào ạt quá thì mình có thể truyền máu, truyền tiểu cầu, nhiều thứ, hiểu không? Nó tùy lên lâm sàng. Ở đây là tôi đang muốn dạy em cái tình huống đơn giản nhất để cho em thi cử thôi. Còn sau này em muốn là muốn học số huyết, làm số huyết thì sau đại học quay lại học và lúc đó làm thì sẽ có những cái bài cập nhật cho em. Alo, có ai ý kiến gì không ạ? Alo. Alo. Dạ, không ý kiến gì nhỉ? Em đi học bên nhiễm rồi có thấy có gì có còn nhớ bài không, rồi góp ý cho cái bệnh án đi. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là ở trong cái xuất huyết đang có dấu hiệu cảnh báo á thầy, có cái tiểu cầu giảm nhanh chóng á thì giảm bao nhiêu phần trăm hoặc là giảm xuống mức bao nhiêu thì mình gọi là giảm nhanh chóng vậy? Hồi nãy giờ tôi nói với mấy em có nói rồi mà ta sao em không nghe hả? Hồi nãy giờ tôi có nói cái đó rồi mà. Cái tiểu cầu đó nó không có một cái, không biết là mấy bạn lúc chương trình mấy bạn có nghe không ta, chứ nãy tôi nói rất là rõ rồi mà ta. Có nghĩa là trong cái bệnh lý con người không có một cái tiêu chí nào nó giảm bao nhiêu là nhanh, là chuẩn là bao nhiêu hết. Nhưng mà ấy nãy tôi có nói mấy em rồi đó, nghĩa là tiểu cầu bình thường của mình là 250, nhưng có thể ví dụ qua ngày thứ ba nó tụt xuống còn có 170, 160 hoặc 150 thôi, rồi sau đó qua hôm sau nữa nó tụt xuống 90, rồi mấy tiếng hồi sau nó tụt xuống 560, chứ không có chuẩn là bao nhiêu phần trăm hay là gọi là số lượng bao nhiêu gọi là nhanh, mà người ta thấy nó tụt nhanh là tụt cái kiểu mà rất là nhanh kiểu đó, nghĩa là nó tụt liên tục giảm xuống, chứ không phải là 30 là hay là 40 hay 50 là con số nên là đánh giá không có, và thực tế không ai đánh giá điều đó hết. Ví dụ như có đứa nó đang 150 vậy mà hôm sau đánh em đo lại nó có 30 thì lúc đó là gọi là tụt nhanh đó nha, chứ không phải lúc nào cũng theo thứ tự tôi nói đâu. Có đứa tụt nhanh lắm, tụt rất là nhanh, nhưng mà 30 nó vẫn ăn uống đi chơi bình thường luôn. Rồi alo. Dạ thầy, cho em hỏi cái này. Là hồi nãy thì nói là cái gan to 1-2 cm dưới bờ sườn thì nó không có phù hợp lắm. Vì bệnh nhân này mình nhập viện thì có lẽ là bệnh nhân là cơ địa đặc biệt béo phì không này, chứ không phải là sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo. Thì lúc bác sĩ nó ngó một cái như vậy thế này, khi mà mấy em làm mấy em thấy thực tế nó sẽ không giống như mấy em nghĩ đó, là vậy đó. Có nghĩa ca này á, theo tôi á thì em nhìn kỹ coi nhà nó đâu, cái địa chỉ đầu tiên nó không phải thành phố Hồ Chí Minh, cái thứ hai nữa là nó nhập viện ngày thứ năm, nên là nhiều khi á, là nó theo bản thân tôi đoán thôi nha, tôi đoán rồi mà tôi nghĩ tôi làm lâu năm thì đoán đúng chứ không sai đâu, nghĩa là với những tiêu chuẩn đó thì mà bệnh nhân than vãn thì mình nên cho nhập viện, hiểu không? Chứ bây giờ nếu mình cho về thì nhà lại lo lắng, nhà lại xa, mà nó ngày ngày năm nữa mà mình về có chắc là nó không vô sốc đâu, thì mình phải cho vô nhập viện. Thì như vậy thì khi mà cho nhập viện mà nếu mà cho vô nhập viện mà sốt huyết đen không dấu hiệu cảnh báo á thì vô thì nó hơi vô lý.
cho nên lúc bác sĩ người ta sẽ cũng hơi giống như mấy em vậy, ta biên kịch lại, edit lại, à, có thêm thắt gì đó vô, à, nó đau bụng ví dụ vậy vân vân, thì để chi cái đau bụng đó là, cũng là một khách chủ quan mà đâu, lúc đó tôi vẫn nó thấy đau mà, còn vô trong đó anh không thấy đau là chuyện của anh, còn tôi lúc thời điểm tôi khám tôi thấy đau thì sao, như vậy thì có thể bác sĩ người ta sẽ thêm thắt một hai triệu chứng hơi tưởng tượng chút để tôi chẩn đoán là số huyết đen có dấu cảnh báo để tôi cho vô viện, lý do vậy. Thì đến ca này thì theo tôi nó tình huống là như vậy chứ nó cũng không có dấu hiệu gì nặng lắm, nó sốt 5 ngày thì người nhà lo lắng là đúng rồi, tự nhiên em thấy nhà nó ở Dĩ An mà, xa nhà là tiêu chuẩn nhập viện được rồi đó, xa nhà tự nhiên người ta sẽ lo lắng. Khi nhập viện mình sẽ dựa vào yếu tố là đầu tiên là bệnh nặng, bệnh phù hợp, nhưng còn có yếu tố người nhà lo lắng, thứ hai, thứ tư nữa là nhà quá xa, và thứ năm nữa là gì, không có người chăm sóc. Có nhiều yếu tố để nhập viện lắm, chứ không phải riêng là bệnh nặng phải nhập viện được nha. Mấy em sẽ thấy là ngày xưa cũng không lâu lắm thiệt, thấy thằng đó, cái thằng nói dân tộc mà tôi nói xong tôi cũng sững người luôn, nó là như ta, nó nhỏ hơn tôi, nó chừng 35 tuổi à, dân tộc gì ở trên Đắk Nông á, mà nó có 5 người con, và cái người con mà nó, lúc nó vô viện á, là nó bị viêm màng não nặng lắm và sợ tử vong, thì mới kêu nó vô, vợ chồng nó vô, mà giải thích là ca này nặng lắm thì giờ cố gắng điều trị được nhưng mà phải đóng tiền vậy vân vân vậy á. Mấy em mới trả lời sao không? Thôi bỏ đứa này đi về để đứa khác, đâu có sao đâu, tôi đẻ nhiều lắm cho nên thôi bỏ nó đi, không cần đem về nó cũng được. Ba đó đó, ba nó nói, mẹ nó thì không nói gì hết, ngồi khóc thôi, chứ còn ba nói rõ ràng luôn, tôi còn nhớ cả đâu mà. Nó nói, thôi bỏ đi, ca này nhiều con lắm, tôi đẻ hoài cho nên ca này bỏ, không cứu được thì bỏ. Mà mình nghe nói xong mình cố gắng giải thích, cuối cùng giải thích được cho nó, vợ nó giữ lại điều trị. Nhưng mà thằng cha nó nói vậy đó, bỏ à, không cần giữ con. Cho nên cái thực tế nó có những cái rất, nó không như em mong suy nghĩ, có nghĩa là nhập viện nó có nhiều lý do lắm. Mặc dù mình ta nặng, ta kêu mình nhập, mình kêu nhập, ta vẫn không nhập. Hoặc là nhiều khi nó rất là nhẹ, nhưng mà người nhà giống như con, ta quý quá, người ta, tôi không yên tâm, tôi nhập viện. Cho nên cái nhập viện trong nhi khoa, người lớn thì tôi không biết, không rành lắm, nhưng mà nhi khoa thường có nhiều lý do lắm. Nhà xa, người nhà lo lắng, không có cái điều kiện chăm sóc, hoặc là bệnh nặng, bệnh phù hợp, vân, nó nhiều nguyên nhân lắm em. Cho nên là cái ca này tôi nghĩ là có lẽ là lúc nó vô thì thấy nó vô cũng hợp lý mà nó chưa có nặng thì bác sĩ, với lại một phần khoa cũng không có bệnh đó, cho vô để cho cũng đạt tiêu chứng khoa có giường nằm ví dụ vậy, vân vân, nhiều thứ lắm nha. Nên ca này chưa chắc cảnh báo. Bình thường mấy em phải hiểu là cái bé mà bình thường mình khám gan khó rồi mà với đứa bé mà nó sốt huyết ngày thứ năm thì gan mấp mé hai sườn phải, ấn đau cũng là bình thường mà nó sốc gì vậy? Nó gọi là thoát vị nhẹ thôi, cơ thể nó tự gọi là gì đó, tự hồi phục được thì cũng ổn thôi, không vấn đề gì hết, nó không nặng lên thôi. Alo thầy ơi, dạ cho em hỏi về sốt rét à thầy. Dạ tại vì em học bên nhiễm á, thì nói sốt rét ở Việt Nam á, thì Việt Nam là vùng dịch tễ của sốt rét, cho nên bệnh nhân vô với sốt á, thì mình phải loại trừ sốt rét đầu tiên á. Cho nên ở ca này mình có cần phải xét nghiệm vết máu ngoại vi để tìm sốt rét chứ không thầy? Thế thì em đọc bài sốt rét chưa? Chẳng nói sốt rét dựa vào cái gì đầu tiên? Dạ là cách về kiểu sốt ạ. Các bạn nào đồng ý không? Bạn nào có ý kiến không? Bạn nói là chẩn đoán sốt rét đầu tiên dựa vào cách sốt. Em nghĩ là dựa với dịch tễ hả thầy? Đúng rồi. Cho nên là bây giờ tôi nói em đó, nghĩa là mấy em cứ lấy một cái triệu chứng ra em nói. Sốt rét không phải dựa vào cách sốt mà dựa vào dịch tễ. Nha, phải hỏi dịch tễ, và không có dịch tễ thì không có chẩn đoán. Thậm chí có ở Việt Nam mình ngày xưa rất là nhiều có nguồn có dịch tễ, Bù Đăng nè, Bù Đớp nè, Đắk Lắc nè, Pleiku nè, Buôn Ma Thuột nè, những nước đó về rừng Trị An nè, là những nơi gọi là dịch tễ sốt rét. Nhưng bây giờ giống như Bù Đăng, em lên dễ gì mà có sốt rét,
bây giờ dân mình phá rừng hết trơn rồi, rừng bây giờ Việt Nam mình làm thì còn bao nhiêu, thú rừng mấy em thấy đem về là toàn là bắt từ Campuchia là nó lạc qua chứ làm gì rừng Việt Nam mình còn, rừng Việt Nam mình gần sắp biến hết rồi, không còn bao nhiêu đâu. Và thú rừng nó sống được là nhờ nó bị dí quá, nó qua bên Lào Campuchia giáp ranh nó ở đó, chứ không phải thú Việt Nam mình đâm ngang, mấy con hổ kia là toàn bên Campuchia bắt về không á, chứ không phải Việt Nam mình đâu, lấn qua tới bên đó rồi. Thì đầu tiên ngay cả những cái vùng đó mà bây giờ người ta điều trị tốt, dịch tễ tốt, phát quan tốt thì số rét nó cũng đâu còn nữa đâu. Cho nên trong yếu tố dịch, trong dịch tễ người ta có hai câu, một là dùng dịch tễ, hai là dùng lưu hành. Thì lưu hành là quan trọng hơn, là hiện giờ đang có đó. Còn dùng dịch tễ trước đây có thể là trước đây có nhưng hiện tại chưa chắc đã có, chứ không phải là dịch tễ là luôn luôn có đâu. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là dịch tễ, số rét đầu tiên phải là dịch tễ. Mà dịch tễ nó không đi đâu hết thì không có chẩn đoán gì hết, thì đâu có yếu tố tiếp xúc đâu mà có, đâu phải cứ số mà sốt rét không có. Và thực tế tôi hỏi nè, tôi hỏi mấy em thôi chứ không gì, lâu quá tôi không qua bệnh viện nhiễm rồi, mấy em mới đi với bệnh viện nhiễm đây nè, có bạn nào thấy sốt rét không? Dạ không ạ. À, và tôi hỏi hai nhóm là nghe, nhóm trước cũng vậy nghe, cái nhóm vừa rồi đi á, là nó đi nhiễm rồi nó cũng không thấy ca sốt rét nào đó, mà cái đó là trung tâm điều trị sốt rét của miền Nam á nha. Không có thì lấy đâu ra mà sốt rét, mình phải có cái nhìn bao quát vậy chứ đâu phải mình hỏi cái sốt cái sốt rét. Và tôi nhớ không làm ở bệnh viện tôi có một ca lâu rồi, 2 năm mấy á, nó ở đâu ta, nói chung cái địa chỉ nó không phải là dùng dịch tại sốt rét nhưng nó xuống nhập viện vì sốt kéo dài mà điều trị càng ngày thấy nhiễm trùng, nghi nhiễm trùng, TB tăng, đánh liên tục kháng sinh nặng tăng dần lên mà càng đánh nó càng sốt và nó dày vàng da, nó tiên lượng nặng. Thì mặc dù bác bệnh viện nhiễm hai nhưng mà cái tắp lô nó y chang nhiễm trùng mà nó sốt, không có sốt liên tục chứ không phải sốt rét. Thế thì bác sĩ lo lắng nhiễm trùng không, nhưng mà cũng có kinh nghiệm đó nghe, làm lâu năm rồi mà không một người nào nghĩ nó là sốt rét cả, vì lý do là nó ở đâu, nói chung ở thành phố ở quận 3 quận mấy tôi quên mất rồi. Nhưng mà đại khái cái ca đó là nó diễn tiến càng nặng lên. Thế thì nói chung là như vậy thì tình cờ thôi. Thì tôi không biết ai là người hỏi, nhưng mà tôi nhớ có một bác sĩ tự nhiên hỏi ba má nó là vậy chứ trước khi vô đây mấy tháng trước nó có đi đâu không chị? Thì má nó tình cờ mới nói là có đưa nó đi chơi ở trên Đắk Lắk không tâm thì tôi quên mất rồi. Đó, có đi vô rồi thăm rừng này kia đâu đó. Thì chỉ nói câu đó thôi. Thì bắt đầu bác sĩ nó quay vô liền làm thử kim trùng ra kim trùng sốt rét dương tính và đánh cái artesunate có 2-3 ngày vậy đó. Nó về rất là ngoạn mục luôn, hết sốt hết vàng má, giảm vàng da, tiểu tốt lại liền bình thường, rất là ngoạn mục. Lúc đó rút kháng sinh hết, chỉ còn một liều duy trì để cho ngừa bội nhiễm thôi, rút hết và sau một tuần nó xuất viện ngon lành đó, bệnh viện tôi đó nghe, như đồng hai đó. Cho nên là cái dịch tễ cực kỳ quan trọng, nhưng mà có khi mình không hỏi, chứ không phải là lâm sàng mấy em nhìn chứ chắc đúng đâu. Sốt rét nó nói vậy chứ nó trong thực tế trẻ em nó sốt không bao giờ giống như người lớn, nó không có sốt cơn đâu, có đứa nó sốt mâm mâm ỉ ỉ chơi đó là sốt rét đó nha, chứ không phải là sốt rét là sốt cơn đâu. Rồi quay lại thì cái sốt rét này, sốt huyết này mấy em, tôi nghĩ mấy em biết rồi, mấy em có cái bài của cô Vân Anh rồi ha, 70 mấy slide đó, đọc cái đó là làm chuyên gia sốt huyết được rồi đó ha. Không biết mấy em có đọc hay không thì tôi không biết. Sốt huyết thì nó không xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam mình đâu, ở những nước châu Phi nó lan truyền qua mũi, di chuyển theo mấy chiếc tàu á về qua đây. Thì những năm trước giải phóng nó gây ra những trận sốt huyết rất là lớn, chết rất là nhiều ở Đông Nam Á, và khí hậu mà nó thích nghi nhất đó là nóng ẩm, thì Việt Nam là một trong những nước đó. Cho nên mấy em sẽ thấy là Đà Lạt, Sapa không có sốt huyết nha, rất ít, tại vì con mũi nó không chịu lạnh được. Nó lên đó nó không chịu lạnh được, cho nên nó không thể gây ở sông, có sống ở đó được mà nó không thể gây bệnh được. Cho nên là thường là ở vùng nóng ẩm nha. Thứ hai là nó thường gây bệnh ở trẻ 2 đến 7 tuổi. Tuy nhiên bây giờ trẻ dưới 16 tháng, thậm chí người lớn mình bị luôn. Và số huyết người lớn mình tăng bây giờ 15 đến 23% gì đó rồi ha. Chứ không ít đâu. Và cái nguyên nhân thì có vẻ chúng ta phơi nhiễm nhiều quá. Tôi thấy mấy cô mặc quần lủng lủng là khả năng số huyết cao lắm đó nha. Mũi nó sẽ chích vô mấy cái vỗ lũng đó ha. Cho nên mấy cô làm ơn ra đường mặc đồ đừng có cái lỗ, mấy cái lỗ lũng lũng giùm nha. Số huyết nó sẽ chích vô những cái chỗ đó.
chứ đàn ông ta không mặc quần lũng ít hơn thì mũi chích ít hơn á. Rồi thì cái lứa tuổi á, là nếu mà mấy em đem cái phác đồ trẻ em anh điều trị vô người lớn là sai hoàn toàn nha, là chết á, khác nhau hoàn toàn nha. Rồi và lứa tuổi thứ hai là cái nhóm á, thì nó có bốn nhóm, đi một, đi hai, ba, đi bốn. Thực sự ra nó có tìm một nhóm được D5 nữa. Thái Lan nó báo cáo có loại D5 nhưng mà nó không gây bệnh cho người nên ta không có đề cập tới. À, đó là về dịch tễ. Rồi về mặt cơ chế bệnh thì trong sách nó cũng ghi rất là rõ ràng, đây là bệnh lý miễn dịch. Có nghĩa là con muỗi nó đưa kháng nguyên cho cơ thể mình nhận dạng ra, giống như mình đang chích ngừa Covid vậy đó, nhận dạng ra kháng nguyên, ghi nhận để đó, nên lần đầu thường là không có nhẹ. Số quý lần đầu không có nhẹ ha. Và khi nó chích lần thứ hai thì kháng nguyên xuất hiện lần thứ hai thì cơ thể mình phát hiện ra kháng nguyên mới sản xuất ra kháng thể, thì kháng thể này buộc lòng phải gặp kháng nguyên kết hợp phản ứng viêm tiêu diệt nó đi. Nhưng cái phản ứng này vô tình tạo ra hai mươi mấy chất, trong sách cô Vân Anh có nói ha, histidine rồi serotonin rồi đó, những cái chất đó nó làm cho giãn mạch, giãn cái tế bào ở ngay mạch á, ngay trong mạch máu á, làm thoát huyết tương, giữ hồng cầu lại nhưng mà thoát huyết tương, huyết tương thoát ra ngoài làm cho bệnh nhân mất máu và bệnh nhân sốc, giảm thể tích và tử vong. Cơ chế đó là do miễn dịch phản ứng viêm kháng nguyên kháng thể. Rồi về mặt chẩn đoán thì chúng ta có ba, trong sách có hết nha, tôi chẳng nhắc lại cho em nhớ thôi, là sốt xuất huyết đen không dấu hiệu cảnh báo thì những dấu hiệu nhẹ sốt, mệt mỏi, ăn uống kém, nhức mắt, nhức đầu, BTC dương tính vân vân, chảy máu cam lượng ít tự cầm, thì lúc đó mình chỉ cần đề nghị làm NS1 và huyết đồ thôi. Nhưng sốt huyết là bệnh diễn tiến, có nghĩa ngày thứ hai thứ ba có thể dấu hiệu đó, nhưng mà ngày thứ tư thứ năm có thể diễn tiến, bắt đầu bệnh nhân đau bụng, nôn ói, rồi chảy máu cam, rồi bệnh nhân chảy máu chân răng, hoặc là bệnh nhân gan to, ống đau vùng gan, hoặc là mấy em thử ra HCT tăng lên, tiểu cầu giảm xuống, thì lúc đó là chẩn đoán sốt huyết đen có dấu hiệu cảnh báo, thì chúng ta sẽ làm thêm men gan, làm thêm CRP, làm thêm siêu âm bụng. Tại sao? Siêu âm bụng để đánh giá chiều gan gan, gan to hay không. Thứ hai là đánh giá có tràn dịch đa màng hay không, gồm màng phổi và màng bụng nha. Và thứ ba là quan trọng nhất, đánh giá có dày thành túi mật hay không. Một đứa bé sốt ngày 4 mà dày thành túi mật thực sự ra tiêu chuẩn vàng hơn NS1 em. Nếu mà sốt ngày 4 đó đi mà siêu âm đã thấy dày thành túi mật à, thì đó là sốt huyết chứ không có bệnh lý khác. À, tôi giải thích ngay từ đầu rồi đó. Nhiễm trùng đường mật mà do vi túi mật thì nó không sống nổi tới giờ đó đâu. Làm siêu âm bụng để đánh giá chiều cao gan, tràn dịch đa màng và dày thành túi mật. Cái thứ hai là làm men gan. Men gan thì do tế bào, sốt huyết nó cũng tấn công vô tế bào gan, nó làm cho hủy tế bào gan, làm men gan tăng. Thì men gan càng tăng thì tiên lượng càng nặng, nên bắt buộc phải làm cái men gan. Rồi CRP, tại sao làm CRP? CRP là phản ứng của cơ thể đối với hiện tượng viêm. Thì khi viêm thì viêm trong cơ thể mình nó có do siêu vi, có thể là do nhiễm trùng, có thể là do miễn dịch chứ không phải là nhiễm trùng không. Mặc dù đại đa số là do nhiễm trùng ha. CV thì có thể bình thường là CRP là dưới 5 nhưng mà có giá trị trên 20, thì CRP tăng trong mười mấy là do 13, 14, 15 vậy là do nhiễm CV ha. Rồi CRP tăng thì cái phản miễn dịch nó càng tăng thì nó tiên lượng càng nặng. Thì bình thường là CRP dưới 5 có giá trị trên 20, thì mấy em nên nhớ nghe, CRP mà 19 mà ví dụ trong trường hợp mà đánh giá nhiễm trùng á, mà CRP 19 mà bạch cầu máu có tăng 30 mấy ngàn bệnh nhân có sốt, thì CRP đó là không phải không tăng đâu mà nó chưa kịp tăng á nha, mà phải đánh giá tổng qua những cái xét nghiệm kế bên đó nữa. Thì trong trường hợp CRP tăng thì càng tăng thì cái tiên lượng sốt huyết càng nặng nha, nó tiến đổi phản ứng miễn dịch, nó phản ứng viêm á, phản ứng viêm á, nó trong nhiễm trùng làm cho CRP cũng tăng nè, nhiễm CV cũng làm tăng nè, mà phản ứng miễn dịch nó cũng làm CRP tăng. Như vậy thì trong trường hợp này mấy em làm mà CRP càng tăng thì cái tình trạng gọi là gì đó, miễn dịch nó, phản ứng miễn dịch nó càng tăng và tiên lượng nó càng nặng nha. Thì sau ngày 3, ngày 4 mà nó có dấu hiệu cảnh báo thì mình làm thêm CRP, làm thêm men gan, làm thêm siêu âm bụng. Rồi còn nếu mà qua số huyết nặng thì lúc đó mình sẽ làm thêm những cái xét nghiệm là chức năng đông máu, tiểu cầu, rồi nhóm máu vân vân để chuẩn bị truyền máu cho bệnh nhân vân vân. Rồi còn về mặt điều trị mà ngoài những tôi nói rồi á, thì chúng ta sẽ có thêm biện pháp thứ nhất là chích ngừa.
chích ngừa thì thất bại rồi, chích ngừa nó bị tử vong ba đứa cho nên ta ngưng rồi. Cái thứ hai là mũi vô tính, thì nếu mấy em có nghe lóng thoáng trên TV hay là mạng gì đó thì thấy là hiện giờ bên Florida đang sử dụng đó, Singapore cũng sử dụng, và chúng ta đang sử dụng một số đảo ở Khánh Hòa, có nghĩa là chúng ta dùng con mũi đực. Con mũi đực nó không chích người mình nha, con mũi đực nó chỉ giao phối với mũi cái, được mũi cái chích mình. Như vậy thì con mũi đực sẽ cấy được một cái mầm bệnh, và cái mầm bệnh này giúp cho làm cho con mũi đực sau khi mà nó giao phối với mũi cái á, thì con mũi cái nó sẽ không trưởng thành được, nó tới tuổi dậy thì là nó tự động nó chết và nó không gây bệnh được, thì gọi là phòng bệnh từ xa. Nhưng mà một số nước người ta phản đối là sợ tạo ra con mũi đột biến nên ta sử dụng có một cách dài dạt, thì chúng ta đang áp dụng ở một số đảo Khánh Hòa đó, cái hiệu quả cũng chưa có rõ ràng lắm nha. Thì như tôi nhớ một lần là gần đây nhất là Mỹ sử dụng cái mũi đó ở bang Florida đó. Rồi cuối cùng là cái phương pháp lọc máu, thì trong phác đồ cũng có ghi ha, lọc máu là khi mà bệnh nhân diễn biến quá nặng, chúng ta thấy sốc kéo dài, vì vậy thì do cái phản ứng kháng nguyên kháng thể như thế thì chúng ta sẽ đưa máu ra ngoài, dùng một cái màng lọc nó chứa phức hợp kháng nguyên kháng thể, màng lọc đó nó sẽ ngăn chặn phức hợp kháng nguyên kháng thể vô lại trong cơ thể, có nghe giống như lọc thận vậy đó. Em đưa máu ra ngoài rồi mấy em dùng cái màng lọc đó giữ phức hợp kháng nguyên cơ thể ở bên ngoài, rồi đưa máu về bình thường lại trong cơ thể. Như vậy thì đưa cái lượng máu ra ngoài như vậy thì cái phức hợp kháng nguyên kháng thể nó không còn trong cơ thể mình nữa, thì không còn phản ứng viêm, thì sốc nó sẽ giảm là từ từ, và theo cơ chế tự nhiên là sau ngày 6 ngày 7 thì cơ thể nó sẽ tự phục hồi. Như vậy thì mình sẽ giúp bệnh nhân cứu bệnh nhân không có sốc kéo dài và bệnh nhân không có tử vong. Và phương pháp lọc máu là tương đối rất là thành công, giúp cứu rất là nhiều bệnh nhân nặng mà tưởng đau tử vong á ha. Đó. Rồi, có gì hỏi nữa không? Cho em hỏi là tại sao mình ưu tiên dùng Lactaringer hơn? Thì nó phù hợp với máu nhất em. Dịch truyền đó là về mặt cấu trúc, về mặt thành phần điện giải, là thành phần gọi là gì đó, u trương, dưỡng trương á, là nó phù hợp với lấy máu nhất. Chứ lượng máu nó chưa mất nhiều mà mình truyền máu gì em? Mình truyền cái natri chloro có được không? Natri chloro là khi chúng ta không có Lactaringer, thì natri chloro nó không phù hợp, cái thành phần nó không tốt bằng Lactaringer. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, có ai thắc mắc gì không ạ? Thầy ơi, cho em hỏi là về hình thức thi cuối khoa đợt này là mình thi sao ạ? Thi lâm sàng. Em thi tình huống lâm sàng. Dạ, em cảm ơn thầy. Em không có gần căng thẳng lắm. Thì gần cũng đi hãy đến mấy hỏi chứ không hỏi bây giờ, hình như tôi nhớ không làm được thi tùm lòn không hả? Dạ thầy ơi, thầy
nhắc lại dùm tụi em, tại vì lúc hồi nãy thầy cái mạng bên bệnh hơi chập chờn thầy. Nhắc cái gì? Thầy nói là hình thức thi thi lâm sàng cuối đợt đó, rồi lúc nghe được tới lúc đó rồi lúc sau là hết nghe được luôn á thầy. Thi tình huống lâm sàng. Thi tình huống lâm sàng mà chưa có học xong mà lo thi rồi. Yeah. Lo chi sớm vậy? Chưa có học xong mà lo thi gì? Nhóm trưởng đâu rồi? Dạ, dạ anh nghe ạ. Là theo tôi nhìn thấy cái lịch đó thì mấy em sẽ thi đồng loạt sau 4 tuần đúng không? Dạ, chị Thảo chưa có báo là em về cái việc đó hả thầy? Ủa chưa báo là thi như thế nào luôn hả? Dạ. Vậy là cuối đợt thi là có thể, theo tôi đó là có thể dồn thi 4 năm chuyên khoa một lượt đó. Dạ. Đúng không? Alo. Dạ em nghe. Đó thôi được rồi, cuối đợt sẽ thi tình huống lâm sàng. Nhưng mà cái vụ thi này mấy em không có căng thẳng lắm đâu, đừng có lo lắng, lo mấy chuyên khoa khác đi nha. Thi cử không có gì căng thẳng hết. Cứ học bài nghiêm túc đàng hoàng, trình bệnh cái gì sẽ thi cái đó thôi. Nha. Rồi. Yeah. Theo lịch là thứ năm tuần sau, thứ tư tuần sau buổi chiều đúng không? Dạ thứ tư tuần sau buổi chiều trình bệnh tay chân miệng đúng không thầy? À đúng rồi tôi nhớ là vậy nha. Rồi tôi sẽ chụp hình một cái bệnh án ghi bằng não tôi gửi cho đoàn tổ trưởng rồi mấy em làm tiếp cái bệnh án đó nha. Dạ. Rồi có gì thắc mắc nữa không? Thi là thi tình huống lâm sàng, cho tình huống lâm sàng rồi mấy em chẩn đoán, mấy em cho đề nghị cận lâm sàng chẩn đoán thì muốn phân biệt nhân dân, nói chung là trình bệnh rồi xong mình học thì nhớ là đi thi cũng không có gì khó khăn hết. Dạ thưa thầy, hiện tại thì nhóm em không còn thắc mắc nữa à thầy. Rồi thì vậy là chiều thứ tư tuần sau đúng không? Dạ. Rồi mấy em qua để thứ tư gặp nhau nha. Rồi tắt nha. Dạ, tụi em chào thầy ạ. Dạ, tụi em chào thầy ạ.